Đỗ Thị Hà diện áo dài cách điệu. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thể hiện mẫu áo dài có tay phồng, loe tả xếp ly trong bộ sưu tập Minh Kim Tiên Hà của Trần Thiện Khánh, nhà thiết kế thử nghiệm với tay áo phồng trên nền vải lụa tạo nên nét hiện đại. Các đường viền áo được làm nổi bật mang đậm chất áo dài Huế. Hoa hậu thực hiện bộ ảnh áo dài với phong cách hiện đại kết hợp truyền thống. Ngoài trang phục, nhà thiết kế còn làm thêm nhiều phụ kiện đi kèm như châm cài tóc, khuyên tai, hình cánh quạt bằng kim loại, hoàn thiện vẻ ngoài của người mặc. Cô diện mẫu tay áo bồng bềnh trên nền vải lụa đi kèm như châm cài tóc, khuyên tai, hình cánh quạt bằng kim loại. Vải lụa organza được khai thác tối đa trên form dáng truyền thống, xen lẫn chi tiết cách tân ở phần tà với kỹ thuật gấp nếp và xếp ly. Phần tay xẻ ống, xòe loe làm tăng thêm vẻ nữ tính, duyên dáng cho hoa hậu. Bên cạnh đó, họa tiết long phụng và mây trời cũng được khéo léo đưa vào mẫu áo bằng phương pháp vẽ tay hoặc thêu thủ công. Nhà thiết kế cho biết anh sẽ mang bộ sưu tập này trình diễn trong Fashion Art Toronto diễn ra ngày 12 tháng 11 tại Canada. Anh mất 3 tháng để hoàn thành gần 30 mẫu trang phục. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đang là sinh viên chuyên ngành luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75m với đôi chân dài 1,1m.